Cá khô, khô cá khoai, em khô cá khoai làm quả khế nè. Và thơm quá, nước này nó thơm quá ha. Thả miếng gáo về cho nó nóng lắm á, thơm quá. Vừa vừa hang gáo dừa nó lâu tàn. Màu chín ừ. Này nó nóng quá, nó nóng quá đi, không có gì. Nếu không mực, không mực chấm tương ớt ăn. Thơm quá, nắng nó chói quá không thấy nha. Thơm ghê à. Mày nướng tới giờ. Ừ. Thơm không có sụp nắng á. Các bạn ơi, khô mực nướng xong rồi nè. Khô cá khoai thì làm gỏi khế. Giờ mình ăn nha. À, ngồi đi hái khế hả? Mà thử à. Mời ăn đi con. Ngon quá. Mà chấm tương coi chừng bị cay á. Ngon quá chừng luôn. Con mực rất là ngon. Mày thử thôi. Ở khế rồi. Ngon ha. Ngon quá chừng luôn á. Để thử miếng gỏi khế. Ngon quá. Ngon. Tương ớt cay á, mọi ăn coi chừng cay. Anh thử gỏi khế không? Anh thử gỏi khế chưa? Thử rồi. Thử một cái là ngon. Ngon không? Bắt luôn. Bắt cơm luôn. Ăn không phải cơm, chịu nhà ăn. Mọi cũng ăn nè, mọi ăn mực. Vừa ăn ăn rộng vừa ăn nó hay à. Rất là vừa ăn ha. Ừ. Nay trộn ngon không mọi ngày. Còn ớt nữa đó. Mỗi đứa còn khen ngon ngon. Ngon không ta? Nó ăn khô mực. Thế thì nó còn có ăn thịt bò.